Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2019 nha anh em. Mình có lời dừng kiển của anh Vũ. Anh Vũ xin ra mắt ghi hình với anh em là vài phôi mai vàng và một phôi bông bụp. Rồi để mình hỏi căn kẽ anh Vũ hôm nay lên chương trình sao nha. Rồi. Nay xin đầu tiên là chào anh em trên YouTube nha. Hôm nay là chương trình là mình lên là có 11 phôi mai vàng. 11 phôi mai vàng. Đúng, rồi. Bút măng có đủ. Rồi, bông bụp này là sao anh Vũ ơi? Cái một phôi bụp này là tại vì bụp này anh không hứa không xuống coi mà không coi, bữa nay mình xả cho anh em luôn. Xả cho anh em nào may mắn được nhanh tay sở hữu nữa ha. Bụp này là lâu năm nhưng bữa nay xả hàng luôn. Xả hàng luôn. Giờ anh em nào vô có duyên thì xài nha. Rồi ok, bắt đầu làm cái số 1 anh Vũ ha. Cặp số 1. Số 1 là mình xài một cặp nha anh em. Rồi. Giá tương đối ổn anh Vũ ha. Giá bữa nay là dao động vài trăm mà. Vài trăm hả? Rồi ok. Là cặp số 1. Một khá đẹp nha anh em. Cái nhỏ này xù luôn nha anh em. Xù luôn nha anh em. Nhỏ xù đế đẹp nha. Đế đẹp cái này nằm bàn là rất ok. Cái này một cặp mới bán nha. Một cặp. Số 1 đặc biệt số 1 là bán một cặp nha anh em, không bán lẻ nha anh em. Tại giá trị nó quá thấp ha. Tiền ship không là muốn đủ rồi. Rồi, nên xé lẻ cho anh em, bán mà tiền ship là phá hoại luôn đó. Cái này thì nó chia 1 2 3, còn cái này thì xù hết trơn, cũ cái này để lên chậu mini mình chơi đẹp lắm nha anh em. Ok. Đấy nó tương đối luôn nha, nó đấy nó bắn. Rồi, nó rồi. Cho anh em cái thông số đi Vũ ơi, nhanh lẹ đi. Cho cái nhỏ trước đi. 17 Quỳnh Thăng. 26 Quỳnh Thăng. Rồi. Cái bự này là chiều cao nó là 42. 42. Cái nhỏ chiều cao nó 20. 20 mini. Rồi. Cặp số 1 này có giá 800k. Cặp số 1 có giá cặp số 1 có giá 800k, hỗ trợ anh em phí ship cho anh em mọi miền tổ quốc ha. Cái nhỏ xù này không là đủ tiền rồi nha anh em. Cái nhỏ xù luôn nha anh em. Đó, mà bán giá cho anh em một cặp 2 cây chỉ có 800k thôi. Hỗ trợ anh em phí ship nữa. Hỗ trợ anh em phí ship luôn nha. Rồi, đổi phôi lên Vũ. Rồi, tới số 2 là bóng bụp nha anh em. Bông bụp khủng nha. Đây. Số 2 là hoa dâm bụp. À, mình địa phương mình gọi là hoa dâm bụp, nhiều địa phương là gọi là bá bông bụp ha. Rồi à, anh em miền ngoài gọi là hoa lồng đèn nha anh em. Đó, nó có trong diện truyền thuyết đó ha. Anh em mà tuổi thơ. Tương đối là nó rất già rồi. Rất già, rất khủng nha anh em. Trên 100 năm tuổi nha. Bông bụp thiên nhiên á ha anh em, chứ phải như bụp bây giờ mà ghép ra màu tầm bậy. Cái này là màu đỏ thiên nhiên truyền thống của mình đó ha. Đỏ đó. Ờ. Bây giờ mình cũng không có cái gành hung về cái cây cổ thụ này nữa. Cái gì khi anh em cũng thông cảm ha. Rồi. Quỳnh Thăng bự nó là 49. Quỳnh Thăng là 49. Bự nhất là Quỳnh Tổng nè, Quỳnh Tổng Quỳnh khủng nha anh em. Đó. Quỳnh cũ là 120. Quỳnh cũ là 120. Cao là 80. Cao 80. Rồi mình ôm cây cho ta hình dung ngoài là nó bự nó khủng thế sao vậy ơi. Cây này nói chung là một con tay không hết nha anh em đó. Nhìn là biết nó bự rồi nè. Khá bự nha anh em. Rồi. Rồi cây mã xe số 2 bông bụp này giá sao Vũ ơi? Giờ cây này là bữa nay mình xả hàng mà giao lưu cho anh em nào có nhanh tay có thiện chí mà muốn về chơi đồ cổ đó thì sưu tầm. Rồi cây này bữa nay mình chốt giá là năm là 9 triệu. 9 triệu tiếng 1 ha anh Vũ. 9 triệu. Rồi. Rồi. Anh em nào nếu như mà có khảo ý mà muốn thích chơi ba hoa dâm bụp nè thì alo mình. Rồi ok. Rồi, đổi phôi đi, mau lẹ. Đổi phôi nhanh lẹ ha. Số 3. Cái này là số 3 hả anh Vũ? Số 3. Khá bự khá đẹp nha anh em, đế đẹp ha, đế 24 giờ ha. Ừ. À. Cái số 3 này nở hậu nha anh em. Cái số 3 nở hậu nha. Rồi, dòng đi rồi. Đấy nó tương đối 24 giờ nha anh em. Rồi. 32 Quỳnh Thăng. Quỳnh Thăng là 32 nha anh em. Cao 56. Cao 56. Rồi cây mã số 3 này giá sao anh Vũ ơi? Cây mã số 3 này giá 600k. Cây mã số 3 giá 600k nha anh em. Hỗ trợ anh em phí ship luôn nha. Rất là dễ chơi nha anh em.
Quá dễ chơi cho một đam mê nha. Anh em có cái liên hệ trực tiếp với anh Vũ nha anh em. Rồi, đổi thôi anh Vũ ơi. Số 4 lên. Số 4 ha. Đó như cũng dáng là lai thú nha nè. Đó. Này là tháp áp phen nha, kiện ba chân này nha. Tháp áp phen kiền ba chân nha anh em. Cây này có độ quái nha, mấy cây này nằm chậu tương đối đẹp. Ok nhiều. Khá đẹp. Chắc là già cây nha anh em. Đặt Rồi, cây xuống. nhanh gọn lẹ. 21 bình thân. Hoành thân là 21 nha anh em. Chiều cao bộ đế nôm là 23. Chiều cao bộ đế nôm Chiều 23. cao toàn cây là 40. Chiều cao toàn cây là 40. Rồi. Rồi. Cái mã số số 4 này cũng giá 600k. Cây mã số 4 giá 600k nha anh em. Anh Vũ cũng vẫn hỗ trợ anh em phí ship nha. Đến với anh em đầm mời. Rồi, đổi phone Vũ ơi, số 5 lên anh. Số 5. Số 5 cây cũ rất đẹp nha anh em. Cũ bự ha. Cây này quái nha nó. Quái nè, nguyên một bệt luôn nha anh em. Đó, đẹp thấy không? Ok. Cái này cái số 5. Số 5. Có cộng chỉ C luôn nha anh em. Dòng chữ C nào mà thêm có cái cũ nó quái lắm nha, cũ tương đối bự thấy không, nghe thấy không? Ok. À, rồi thông số đi, thông số luôn. 22 Hoành Thăng. Hoành Thăng là 22. Cũ đế 40. Cũ đế 40. Cao 37. Cao 37. Rồi. Rồi cây mã số 5 này giá cũng 600k luôn. Cây mã số 5 giá 600k. Hỗ trợ phí ship nghe, cây này quái 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 nha anh em thấy không? Hỗ trợ anh em phí ship mọi miền Tổ quốc nha anh em. Rồi, số 6 lên. Anh Vũ nhanh lẹ. Đó. Số 6 có đế nha. Sao đế đẹp nha anh em. Đó. Có trừ cái đu cho anh em chơi, anh em nào muốn chơi cái đu này chơi không chơi thì cắt bỏ cho gom cây. Được, thấy thích của anh em. Trừ có đu có thể anh em nhờ bắt chi lên đây nè, thả chi lên đây quấn ngược ra. Ha. À. Còn không thôi anh em nào muốn chơi gom thì cắt. Cắt. Dạ. Cái đế nó cũng tương đối. Quan trọng là giá đi anh Vũ ơi ha. Quan trọng là giá cả. Rồi, giá cả đi. Rồi, thông số anh Vũ ơi. 23 Hoành Thăng. Hoành Thăng là 23. Rồi, cây mã số 6 này giá 700k. Cao cao anh Vũ ơi. Chưa đó, chưa cao. Chiều cao. À, quên, chiều cao. 42 chiều cao. Rồi, Hoành Thăng là 23, chiều cao 42. Giá là sao anh Vũ ơi? 700k. Giá 700k cây số 6 nha anh em. Rồi, cũng dặn hỗ trợ anh em phí ship ha, cũng như thường lệ. Rồi ok, đổi đã rõ. Số 7. 7 khá đẹp nha anh em, đế rất đẹp ha. Bảy đẹp nha. Đẹp. Đế nó sắn vô trời thấy không? Có quyền cũ đế sắn nữa. Này là cây số 7 nha anh em. Số 7. Tương đối đẹp nha anh em. Quá trời cái đủ đồ quái. Cây này có xù luôn nha anh em. Có xù luôn ha, rất là già cây lên xù nha anh em. 20 hoành. Hoành thân là 20. Nó không có đủ xù nữa không? Đầu, có đặc điểm của cây cứ báo nha anh Vũ ơi. Nó xù thấy không? Đó, anh thấy xù rõ nha anh em. Rồi, cao anh Vũ ơi. Cao 37. Cao 37 rồi, cây mã số 7 này giá sao anh Vũ ơi? Cây mã số 7 này giá 800k. Cây mã số 7 giá 800k nha anh em. 800k cũng vẫn hỗ trợ anh em phí ship đam mê luôn nha. Rồi. Số 8, số 8 lên. Đây, số 8 đế quýp vịp vịp nha anh em. Khá đẹp, khá bự. Để 24 giờ nha anh em. Thú luôn nha. Thú luôn. Đó. Có cái giai đoạn của con thú hai giò bỏ luôn. Ok luôn. Đấy một đống luôn nghe anh em thấy không? Đống luôn ha. Không có đống nào chung đã bị loạn não hết trơn nha. Cây nó cũng già nó u lên nặng hết trơn á. Rồi cho quanh cực. Bao lẹ đi. Nhanh gỗ lẹ. Hoành thân là 20 anh em. Cao 39. Cao 39 rồi, cây mã số 8 này giá sao anh Vũ ơi? Mã số 8 này giá 900k. Cây mã số 8 giá 900k nha anh em. Vẫn hỗ trợ anh em phí ship nha. Khá đẹp nha anh em, để nè. Để đặt kẹo cho nha anh em, rất là già cây ha, xù luôn lên xù nhiều ha. À. Rồi, đã rõ anh Vũ ơi. Số 9 lên. Số 9, xù, trực chân cành nha anh em.
Sụ nhiều anh em, nguyên cái đầu sụ hết trơn đó không? Ok. Quay lên Dũng. Đây là cái số 9 nha anh em. Số 9 nha anh em. Đầu sụ thấy ghê không? Sụ hết cái đầu của mình luôn nè. Cá rất đẹp nha anh em. Chảy dài chúng tới đây luôn nè anh em, nó không? Trên đây chảy dài chúng tới với luôn nè. Ok. Xù chảy nha anh em. Cho anh em coi cái độ xù bạch đó nó không? Xù thường thường bóp hậu thoát đế, xù này đế cũng tương đối nha anh em. Đẹp. Rồi. 39 Quỳnh Hăng. Quỳnh Hăng là 39 nha anh em. Cao 63. Cao 63. Rồi, cây mã số 9 này giá sao anh Vũ ơi? Cây mã số 9 này giá 1 triệu 1. Cây mã số 9 giá 1 triệu 1 nha anh em. Quá dễ chơi cho 100 mê. Quá dễ chơi cho 100 mê ha. Cây xù mà bự khác này 1 triệu 1 mà hỗ trợ với ship nữa nghe anh em. Đó. Đổi phôi. Số 10. Cũng là một cây xù anh em. Em thấy nhiều quan sát của em thấy á. Cái này xù bờ nhiều nghe anh em. Đây cái này xù nu chảy luôn nha anh em. Đó. Đó. Nở hậu luôn nha anh em, nở hậu cũ đẹp luôn nha. Cũ đế luôn phải không? Đó. Cái này có độ xù nhiều lắm rồi nha anh em. Ok. Đế là không chống nha, đế là cây bụi này là xù mà nó đủ xù, nó không chống mặt nào đó anh em thấy không? Đế không chống mặt nào nha anh em. Đó, nó có lót có đầy đủ hết trơn ha. Đó, đó, đó. Mà này là đúng là xù chảy 100% luôn nè. Đó. Thấy không? Anh em cái này là lên chậu là càng ngày càng lên xù nha anh em. Khá đẹp. 40 Hoành Hăng. Hoành Hăng là 40 nha anh em. Cao là 58. Cao 58. Rồi, cây mã số 10 này giá sao Vũ ơi? Cây mã số 10 này giá 1 triệu tư. Cây mã số 10 giá 1 triệu tư nha anh em. Đó, cây số 10 giá 1 triệu tư, quá dễ chơi. Cây mã số 10 giá 1 triệu tư nha anh em. Rồi, đổi phôi. Rồi, thế cây số 11 đúng không anh Vũ? Cây số 11 là tâm điểm ngày hôm nay nha, khá bự nha anh em. Lùng lực. Búp măng nha. Khá đẹp. Khá bự. Nè, đó anh em thấy thú không? Thấy đậu thú đó chưa? Đó. Nó cũng có xù chảy luôn nha. Rồi cứ quay về tả nè Vũ ơi. Đó. Nó có độ xù chảy nè. Đó. Xù hết cái đầu luôn đó nha. Đó. Đây này là đế, đẹp nha anh em. Đối là coi như là đế gom nha chứ. Không chống đế nha anh em. Đó. Dùm kỹ nha. Đây đế nè. Đó. Đế nó lót đầy đủ hết cho anh em. Đế nó bỏ nó cuốn vô nha. Nở hậu ha. Sau này là nó có độ nó như hai cái giò như cái đuôi này không? Đó. Như thú đang đứng vậy nè, anh em mừng tượng nó như thú đang đứng vậy ha. Đấy thì không có chống mặt nào hết. Ok. Tại đấy nó nôm xuống hết. Ok Vũ. Quay đi Vũ, quay đi. Cái này có độ sụn chảy mặn nha nó. Khá bự, khá đẹp nha anh em. Đó. Cây này cây số 11. Cây số 11. Lùng lực nha anh em. Chân cành đẹp ha. Xù. Đó. Rồi, cho anh em thông số lên Vũ ơi. Hoành Hăng. Hoành Hăng 50. Cao 91. Cao 91. Rồi, cây mã số 11 này có giá 4 triệu rưỡi. Cây mã số 11 giá 4 triệu rưỡi. Thú nghe anh em, cây mã số 1 xù thú bút băng. Rồi, rồi, 4 triệu rưỡi. Cây xương đó bự. Rồi. Gan thú đứng không? Rồi. Cây này là cây cuối cùng của ngày hôm nay luôn nha. Rồi, cây mã số 1 cũng là cây cuối cùng của ngày hôm nay ha. Anh em nào cưng cây nào cứ liên hệ trực tiếp với anh Vũ là số 0907914218 gặp trực tiếp anh Vũ nha anh em. Anh em nào có quý Hiệp Trương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh nha, để có động lực đi săn cây phục vụ cho anh em và đi ghi hình phục vụ cho anh em. Thân ái chào anh em, hẹn anh em cái video sau mới nhất sớm nhất.